Dạ, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày hu con chào đời rồi. Ủa, chuyện gì thế này? Có chuyện gì thế nhỉ? Chị Hu ơi, chạy đi thôi. Có một đoàn thợ săn đang tiến vào khu rừng của chúng ta. Ở lại đây không an toàn một chút nào. Nhưng tại sao phải chạy loạn lên thế? Họ nói sẽ đốt hết cả khu rừng của chúng ta. Thật thế ư? Họ đông lắm, chúng ta không rời khỏi đây ngay thì sẽ bị mất mạng đó. Họ đi hướng nào thế? Họ đang ngay phía sau lưng chúng ta rồi. Chị nên đi luôn đi, không là cả mẹ cả con nguy hiểm bây giờ đấy. Tôi đi ngay đây. Nhanh chân lên đi mọi người ơi, cái to lắm rồi. Trời ơi, tại sao tai họa lại đến vào lúc này? Cầu mong chưa đến ngày trở dạ, nếu không thì mình sẽ nguy mất. Con ơi, cố lên nhé. Cố đợi mẹ một chút. Mẹ sẽ đi tìm chỗ thật an toàn cho con chào đời. Đằng kia là một đồng cỏ mênh mông, bên cạnh lại có dòng sông xanh mát nữa. Chưa thấy có dấu chân của thợ săn, chắc họ chưa kịp đuổi đến đây. Có lẽ đây là nơi an toàn rồi. Mình nên dừng chân ở đây để sinh nở vậy. Thật tội nghiệp con của mẹ. Thời điểm ra đời lại vào đúng lúc hoạn nạn. Con cố lên nhé. Mẹ con mình cùng cố gắng. Mẹ tin con của mẹ sẽ dũng cảm, mạnh mẽ. Đồng cỏ xanh mát kia sẽ là nơi con sinh ra. Nào, mẹ con mình cùng tới đó nhé. Ôi da, đau bụng quá. Không lẽ hù con của mẹ đang đòi ra rồi? Có tiếng sấm rền, sắp có một cơn mưa lớn rồi. Mình phải mau tìm chỗ trú mới được. Cháy rồi, cháy rồi, chạy thôi. Ngọn lửa bốc lớn lắm. Nếu không chạy nhanh sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi đó chị Hương ơi. Chắc cả khu rừng bị thiêu rụi mất. Nguy rồi, thôi đi về hướng này vậy. Hù con sắp chào đời rồi. Nếu không nhanh thì không kịp mất. Cố gắng lên nào. Hả? Trời ơi. Ôi, thôi rồi, không còn con đường nào để thoát thân nữa rồi. Ôi da, con ơi, đừng mà, đừng ra lúc này. Mẹ cầu xin con đấy, mẹ phải tìm được nơi an toàn đã. Nhất định mẹ sẽ bảo vệ con. Đường nào cũng không thể đi. Ta bị đẩy vào đường cùng rồi. Ta phải làm sao bây giờ? Chào đời. Con ơi, từ từ hãy ra ngoài này. Không thể ra lúc này được. Mẹ con mình sẽ chết mất. Mẹ cần có thời gian tìm được nơi an toàn để cho con ra đời. Con ơi, hãy chịu khó một chút. Con à, mẹ xin con đừng đòi ra lúc này. Biết chạy đường nào bây giờ? Thiệt tội nghiệp cho con tôi. Không còn cách nào khác nữa con yêu ạ. Mẹ sẽ cho con ra ngay bây giờ. Sống cùng sống, chết cùng chết. Mẹ sẽ cho con nhìn thấy bầu trời, đồng cỏ. Dù gì chỉ là một trong tích tắc để con cảm nhận được cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp. Mẹ, mẹ yêu con. Cố lên nào, mình không thể bỏ cuộc được.
Trong giây phút sấm sét nổi lên làm cháy khu rừng, người thợ săn cũng bị sét đánh trúng, khiến anh ta bắn lệch mục tiêu là hươu mẹ. Mũi tên lại trúng vào sư tử ở đằng xa. Vừa lúc đó trời đổ mưa, cơn mưa rào dập tắt dần đám cháy ở rừng. Còn hươu mẹ may mắn đã sinh con trên đồng cỏ an toàn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp có thể xảy ra, giống như hươu mẹ mạnh mẽ sinh con giữa nơi tưởng như nguy hiểm nhất. Con là niềm tự hào của cha. Bố ơi, con đã được vào đội tuyển bóng đá rồi. Ước mơ của con đã thành sự thật rồi. Tuyệt vời. Vậy là bố có thể được xem con đá trên sân vận động rồi phải không? Đúng thế bố ạ. À, trận đấu đầu tiên của con sẽ diễn ra vào cuối năm nay trên sân Ray World. Tuyệt quá. Bố phải đến thật sớm để chọn được chỗ đẹp và gào to nhất có thể để cổ vũ cho con. Nếu mẹ biết được tin này, chắc chắn là mẹ sẽ tự hào về con lắm đó. Bố tin rằng dù mẹ đã đi xa, nhưng mẹ sẽ luôn theo dõi và ủng hộ ước mơ của con. Ông Kevin, ông có sao không? Không, tôi không sao. Chỉ là một cơn choáng nhẹ mà thôi. Không hiểu sao dạo gần đây tôi hay bị chóng mặt như thế này. Bỗng nhiên trời đất như tối sầm hết cả. Hay ông đi bệnh viện khám thử xem sao, chứ tôi thấy sắc mặt của ông không được tốt lắm đâu. Không cần phải lo lắng quá đâu, tôi trông thế này thôi chứ vẫn còn khỏe lắm. Ông và tôi đều đã có tuổi, không chủ quan với sức khỏe của mình được đâu. Ông nghe tôi đi, cứ đến bệnh viện khám qua cho yên tâm. Được rồi, tí nữa trên đường về tôi sẽ ghé qua bệnh viện theo ý ông, được chưa nào? Anh Kevin này, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện anh bị ung thư biểu mô màng não. Tôi rất tiếc phải báo với anh rằng hiện bệnh của anh đang ở giai đoạn cuối. Bác sĩ nói sao? Tôi bị ung thư giai đoạn cuối hả? Đúng vậy, đây là căn bệnh hiếm gặp và không có triệu chứng rõ ràng gì, nên rất khó để nhận biết. Khối u hiện đã di căn, anh cần phải nhập viện ngay lập tức để điều trị. Tôi biết anh đang rất sợ hãi, nhưng lúc này chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc ngăn chặn, làm chậm sự phát triển của ung thư để có thể kéo dài thêm sự sống. Dream đây hả con? Con đã ăn sáng chưa vậy? Con ăn rồi, đang chuẩn bị đi học bố ạ. À, hôm qua bố có ngủ được không? Con nghe nói sau khi truyền hóa chất, người rất mệt phải không bố? Con đang định bỏ buổi tập để về với bố đây. Ôi trời, con biết là bố khỏe như thế nào rồi đấy. Mấy cái vụ lẻ tẻ này làm sao làm khó được bố. Con cứ yên tâm luyện tập. Bố ở bệnh viện một thời gian, chữa khỏi bệnh là bố lại về, không có vấn đề gì đâu. Bố ơi, cuối tháng này là trận đấu diễn ra. Con hy vọng tới lúc đó bố đã khỏe mạnh hoàn toàn để xem trận đấu. Đương nhiên rồi con trai, làm sao bố có thể không tới dự trận đấu đầu tiên của con được cơ chứ. Con hãy tập luyện cho thật tốt nha, rồi tới hôm đó ghi bàn thật xuất sắc nghe chưa. Ông Kevin, hôm nay ông thấy trong người sao rồi? Người tôi vẫn có cảm giác gián dứt, đầu nhức như búa bổ, đến bữa ăn cũng không thấy ngon miệng. Đó là tác dụng phụ do hóa trị gây ra. Ông cố gắng tĩnh dưỡng vài hôm, những triệu chứng đó sẽ bớt dần thôi. Cô Anna, có điều này tôi muốn hỏi cô. Chả là cuối tháng này con trai tôi có trận đấu đầu tiên ở sân vận động Ray World. Tôi đã hứa sẽ đến cổ vũ cho thằng bé. Không được, sân vận động Grey World
Cách đây tới 4 giờ đồng hồ chạy xe, ông phải hiểu là mình đang trong tình trạng thế nào chứ. Đi một quãng đường xa như vậy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của ông. Cô không thể hiểu được trận đấu này quan trọng thế nào với con trai tôi đâu. Thằng bé đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Tôi phải có mặt ở đó để động viên cháu. Là một y tá, tôi quan tâm tới sức khỏe của bệnh nhân mà thôi. Tôi không thể đồng ý với ông được. Với tình trạng sức khỏe như hiện giờ, chỉ có ở bệnh viện, ông mới có điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất mà thôi. Tốt nhất là ông hãy bỏ ý định đi xem trận đấu đó đi. Không được rồi. Mình không thể bỏ lỡ trận đấu quan trọng này. Ngày hôm đó mình sẽ tìm cách chuồn khỏi đây để tới sân vận động. Ông Kevin, đến giờ dậy rồi. Tôi biết ông rất muốn đi đến sân vận động. Hả? Sao toàn là gối thế này? Ông ta thật là dám trốn đi trong tình trạng sức khỏe như vậy. Mình phải đi tìm ông ta mới được. Hy vọng là ông ta chưa rời khỏi đây. Kia rồi, chính là ông ấy. Xin lỗi ông, tôi không thể bắt được taxi. Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn ra đường lớn không? Tôi cần tìm taxi để tới sân vận động Ray World ngay bây giờ. Được thôi, mời ông. Ôi. Ông Kevin, ông định trốn chúng tôi để đi đến sân vận động phải không? Trận đấu này thực sự quan trọng với con trai tôi. Tôi phải đến đó để cổ vũ cho thằng bé. Xin cô hãy cho tôi đi. Câu trả lời của tôi vẫn sẽ là không, ông Kevin ạ. 4 tiếng trên ô tô để đến sân vận động, đó là điều không thể với một bệnh nhân nặng như ông. Nghe lời tôi và trở lại giường bệnh. Nếu không thì chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với ông. Thưa cô có thể cho tôi biết có chuyện gì xảy ra với người đàn ông đó không ạ? Ồ, tiến sĩ Dennis phải không? Rất vui được gặp ông. Hôm qua tôi vừa mới đọc một tờ báo địa phương đưa tin về ông và cả chiếc phi cơ đời mới của ông nữa. Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhưng hình như bệnh nhân kia đang rất cần đi đâu đó thì phải. Có chuyện gì với ông ấy vậy? Con trai của ông ấy đang có một trận đấu đầu tiên ở sân vận động Great World. Ông ấy muốn tới đó để cổ vũ con trai, trong khi tình trạng sức khỏe không cho phép ông ấy ngồi trên ô tô suốt 4 tiếng đồng hồ. Thật đáng tiếc. Ông Dennis, tôi chợt nghĩ ra điều này. Tôi có thể cầu khẩn ông giúp đỡ được không? Không biết bố có nhớ ngày hôm nay diễn ra trận đấu không? Mình gọi suốt mà không thấy bố trả lời. Hay bố xảy ra chuyện gì rồi? Jim, bố cậu tới gặp cậu kìa. Bố, con cứ nghĩ là bố không thể tới đây. Bố cũng tưởng vậy. Nếu như không có cô Anna và ông Dennis đây, con hãy thể hiện hết mình trong trận đấu hôm nay nha Jim. Có bố ở bên, con như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Nhất định con sẽ tung hết sức trong trận đấu ngày hôm nay. Cảm ơn ông đã dùng chiếc trực thăng của mình để đưa tôi tới đây. Nếu không, có lẽ tôi đã không có cơ hội được đứng đây xem con trai chơi bóng. Nếu cô y tá Anna không đồng ý cho ông ngồi trên chiếc trực thăng trong vòng 1 giờ đồng hồ để tới đây, thì tôi cũng chịu thôi. Ồ, nếu là đi ô tô trong vòng 4 giờ đồng hồ thì không thể được. Nhưng với một chiếc trực thăng thì tôi đồng ý. Tôi cần phải đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân của mình mà. Cảm ơn cô nhiều lắm. Đối với tôi mà nói, đây là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất trong cuộc đời mình. Tôi nghĩ ngay cả khi tôi mất đi, con tôi sẽ mãi nhớ về ngày hôm nay và vững tin rằng bố luôn ở bên, là điểm tựa vững chãi cho nó trên con đường đời. Scott Sullivan, một người đàn ông 50 tuổi ở Somerset, Kentucky, được chẩn đoán mắc một dạng ung thư hiếm gặp sau khi nhập viện. Khi biết mình không thể sống được bao lâu, ông Sullivan không mong ước gì hơn là được xem trận đấu bóng đá đầu tiên của con trai mình. Nữ y tá Humphrey đã giúp điều ước của Sullivan trở thành sự thật bằng cách liên hệ với một nha sĩ địa phương đưa Sullivan đến xem con trai chơi bóng
trên máy bay riêng của anh. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của ông Scott Sullivan ở Kentucky, Mỹ. Lòng tin quý hơn tiền bạc. Chuyện kể rằng, tại Ả Rập Xê Út, Bukhari là một học giả được rất nhiều người kính trọng. Một ngày, ông nảy ý định muốn ngao du thiên hạ, nên đã lên đường ra biển lớn. Chàng trai trẻ, cậu sao vậy? Tôi có thể giúp gì cho cậu được không? Tôi là Cathy, vốn đi làm thuê ở xa, sau 3 năm mới dành được chút tiền để về thăm nhà. Nhưng không ngờ lúc lên tàu, tôi phát hiện tiền mình mang theo đã không cánh mà bay. Tôi không biết bị rơi ở đâu. Đó là toàn bộ số tiền tôi kiếm được trong mấy năm qua. Tôi biết ăn nói với gia đình thế nào đây. Đó còn là tiền tôi dành dụm để giúp vợ nuôi con nhỏ. Bây giờ không biết cô ấy và con trai tôi sẽ sống bằng gì nữa. Đừng buồn anh bạn. Thấy anh thật thà và là một người cha, người chồng có trách nhiệm, tôi thấy rất thương. Chi bằng chúng ta làm bạn với nhau. Tôi mang theo rất nhiều tiền, dù sao cuộc sống của tôi cũng không quá chật vật. Khi nào lên bờ, tôi sẽ cho anh một chút để mang về mua đồ cho cháu bé. Cảm ơn ngài rất nhiều. Ngài thật tốt bụng. Ông ta nói mình có rất nhiều tiền. Ồ, để xem nào. Trời, quả đúng là nhiều tiền thật. Trên tàu này chắc hẳn ông ấy là người giàu có nhất. Chỗ đó chí ít cũng phải 100 đồng tiền vàng. Ôi, trộm, có trộm. Có chuyện gì vậy? Làm ơn giúp tôi với. Tôi có túi tiền to đựng khoảng 100 đồng tiền vàng mà bây giờ bị mất rồi. Anh yên tâm đi. Nhưng anh cố nhớ lại đi. Anh mất tiền ở đất liền hay lên tàu mới mất? Ban nãy khi lên tàu rồi, tôi vẫn còn bỏ tiền lên để đếm lại, nên tôi chắc chắn tôi vừa mới mất ở trên tàu. Cứ khám xét hành lý của mọi người là sẽ ra mà thôi. Đúng vậy, cứ khám tất cả là sẽ rõ. Tôi cũng cho rằng mình nên khám hành lý của tất cả mọi người. Nếu không phiền, tôi xin phép mọi người cho người đi tìm trong hành lý và giường của mọi người. Đã kiểm tra hành lý của tất cả mọi người rồi, nhưng không tìm thấy số tiền khả nghi đó ở đâu, thưa ông. Không thể có chuyện đó được. Chẳng lẽ hắn đã nhảy xuống biển rồi ư? Duy chỉ có ngài Bukhari là tôi chưa xét, nhưng không thể nào là ông ấy. Từ xưa đến nay, ông ấy nổi tiếng là người trung thực, chính trực. Ông ấy sẽ không làm chuyện mất mặt ấy đâu. Không đâu, tôi cũng bình đẳng như mọi người. Cứ khám xét hành lý của tôi cho mọi thứ được rõ ràng. Phen này 100 đồng vàng của lão ta sẽ về tay mình cả. Cũng không có, thưa ngài. Cái gì? Sao lại không có chứ? Rõ ràng hôm qua lão ta đã mở hành lý ra, mình thấy trong túi đầy tiền vàng cơ mà. Tôi đã kiểm tra hành lý của tất cả mọi người, nhưng đều không có. Tôi sẽ báo quan. Khi chúng ta cập bến cảng phía bên kia bờ, tôi không thể dung túng cho hành động trộm cướp đó được. Thưa ngài, tôi... Cathy, anh có chuyện gì muốn nói với tôi ư? Tôi là một kẻ tội đồ. Tôi đã phụ lòng tin ở ngài. Tôi xin lỗi vì đã nghĩ ra câu chuyện hoang đường đó. Tôi rất xấu hổ. Lúc nghe anh hô hào nói mình mất 100 đồng tiền vàng là tôi đã hiểu ra vấn đề rồi. Tôi xin lỗi. Tôi là kẻ có tội. Chỉ vì lòng tham lớn mà tôi đã nảy ra ý định chiếm đoạt số của cải của ngài. Nhưng tôi đã thất bại. Tôi đã nhận lỗi với ngài. Xin ngài thứ lỗi cho kẻ tội đồ này. Tôi nghĩ người mà anh nên xin lỗi là người chủ tàu và tất cả mọi người. Tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi có một thắc mắc. Ngài đã giấu 100 đồng tiền vàng ở đâu mà lại có thể qua mắt được tất cả mọi người như thế? Tôi đã ném hết toàn bộ 100 đồng vàng xuống biển rồi. Trời, sao lại như vậy chứ? Vì trong đời
tôi chỉ thực sự có hai tài sản lớn nhất mà thôi. Đó là sự trung thực của bản thân, và thứ hai là lòng tin của mọi người. Tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng lòng tin thì rất khó. Nếu mọi người tìm thấy số tiền đó của tôi, và tôi khẳng định đó là tiền của mình, một số người có thể sẽ tin, nhưng cũng sẽ có vài người bắt đầu nghi ngờ sự trung thực của tôi. Tôi xin lỗi, tôi là kẻ có tội. Không ngờ ngài lại là người coi trọng lòng tin đến vậy. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Cathy à, tiền bạc không phải là tất cả, mà ngược lại, sự trung thực và được người khác tín nhiệm với tôi còn có ý nghĩa hơn rất nhiều. Dù sao chuyện cũng qua rồi, tôi không trách anh. Chỉ cần sau này anh sửa đổi, đừng để lòng tham dẫn lối như vậy nữa. Cảm ơn ngài. Ngài thật là cao thượng. Lời nói dối. Mẹ có chuyện này muốn trao đổi với hai con. Hai con cưới nhau cũng đã được gần 3 năm rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa cho mẹ bế cháu. Các con định như thế đến bao giờ? Dạ, tại vợ chồng con đang bận làm ăn nên vẫn kế hoạch mẹ ạ. Kế hoạch 3 năm thế là đủ rồi. Mẹ không biết các con kế hoạch hay là có vấn đề gì về sức khỏe không nữa. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Chúng con vẫn khỏe mạnh mà. Chỉ là... Mẹ không cần biết. Ngày mai á, hai vợ chồng con phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho mẹ. Mẹ nhất định phải có cháu bồng. Mẹ không chờ được nữa đâu. Ngày mai mình sẽ đến bệnh viện kiểm tra hả anh? Mẹ đã nói thế thì phải đi thôi. Nhưng em đừng lo, anh nghĩ vợ chồng mình không có vấn đề gì đâu. Phải lo chứ, chúng mình cũng không kế hoạch lâu rồi mà anh. Đấy là nói dối mẹ vậy thôi. Thế thì càng nên đi kiểm tra, để có vấn đề gì thì mình còn can thiệp chứ. Nếu như em không thể sinh con thì anh có bỏ em không? Ngốc à, làm sao anh có thể bỏ em được chứ. Dù thế nào anh cũng không bao giờ bỏ em. Anh nói thật chứ, kể cả khi chúng mình không có con? Tất nhiên là thật rồi. Nhìn em kìa, lo lắng quá rồi. Chắc nếu anh không thể có con thì em sẽ bỏ anh theo người khác luôn hả? Anh này vẫn còn đùa được à? Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, đâu thể vì chuyện con cái mà xa nhau được. Mà đó là trường hợp xấu nhất thôi. Em phải lạc quan lên chứ. Em biết rồi, em sẽ không nói linh tinh nữa đâu. Đối với em, anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Thôi, vợ chồng mình đi ngủ đi, mai còn đi sớm nữa. Dạ vâng. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng kết quả xét nghiệm cho thấy chị nhà bị mắc chứng vô sinh, nên hai người không thể có con. Anh không ngờ chuyện này lại xảy ra với hai vợ chồng mình. Coi như là duyên số vậy. Không có con, chúng mình vẫn có thể sống hạnh phúc mà. Em sẽ là người vợ tốt của anh. Ừ, chúng mình vẫn hạnh phúc mà. Hả? Anh ấy đâu rồi? Mẹ đã đoán ngay kết quả lúc hai đứa từ bệnh viện về mà. Con cũng không nghĩ là chuyện lại nghiêm trọng như thế. Con nên nhớ, nhà mình chỉ có con là con trai. Con phải có trách nhiệm nói giỏi tông đường. Nếu như con Mai không đẻ được thì con lấy vợ khác cho mẹ. Kìa mẹ, dù sao cô ấy cũng là vợ của con. Nói bỏ là bỏ sao được? Là vợ, nhưng mà nó có biết sinh con đâu. 3 năm như thế là đủ lắm rồi. Không thể kéo dài tình trạng này mãi được đâu con. Con biết, con sẽ kiếm một người có thể sinh cho con một đứa con, chứ không thể sống mãi mà không có con được. Con biết như vậy là tốt đấy. Ngay lập tức ly hôn với nó đi. Ngay lập tức ư? Mẹ phải cho con thời gian chứ. Ly hôn đâu phải dễ. Mà thời gian kiếm người mới cũng đâu phải nhanh đâu. Ly hôn? Con cũng rất muốn có con, nhưng phải có thời gian mẹ ạ.
Cô ấy cũng vừa mới biết chuyện thôi, chắc cũng đang rất sốc. Không cần thời gian đâu. Em chưa ngủ sao? Em đứng bên ngoài và đã nghe hết mọi chuyện rồi. Con nghe hết mọi chuyện thì tốt rồi. Dù sao chuyện này trước sau gì cũng phải nói ra mà. Ý mẹ là sao ạ? Con không sinh được thì hãy buông tha cho thằng Hải đi, để nó lấy vợ khác. Nó cũng không còn trẻ nữa, không còn nhiều thời gian đâu. Anh nghĩ như thế thật sao? Anh xin lỗi. Anh rất yêu em, nhưng mà... Anh thôi đi. Mới hôm trước, anh còn nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em. Chuyện con cái không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta yêu thương nhau là đủ. Vậy mà, khi biết chuyện, anh lại thay đổi hoàn toàn. Em quá thất vọng về anh. Anh không biết phải nói sao. Chỉ mong em tha lỗi cho anh. Anh xin lỗi em. Cô không nên ích kỷ như vậy. Cô cũng phải nghĩ cho cái gia đình này nữa chứ. Vậy mẹ và anh muốn con đồng ý ly hôn phải không? Được, con sẽ ký. Nhưng con nghĩ người hối hận sẽ là anh Hải, chứ không phải là con đâu. Ý cô là sao? Thật ra em đã nói dối anh. Anh có biết người thật sự không sinh được con là ai không? Là ai? Đã có kết quả xét nghiệm, chồng của cô bị vô sinh, không thể có con được. Hả? Sao cơ? Chồng tôi bị vô sinh sao? Bác sĩ à, bác sĩ có nhầm không ạ? À? Tôi đã kiểm tra rất kỹ, rất tiếc phải thông báo với cô như vậy. Bác sĩ, tôi muốn nhờ bác sĩ một chuyện. Dù sao, vợ chồng tôi cũng không thể sinh con. Bác sĩ, hãy nói là lỗi do tôi đi ạ. À? Tôi không muốn anh ấy bị tổn thương và mang mặc cảm tội lỗi. Hãy cứ để cho anh ấy nghĩ là do tôi. Anh ấy yêu tôi nên sẽ chấp nhận chuyện này thôi mà. Sao cơ? Anh là anh sao? Hả? Cô à, cô không có nói dối đấy chứ. Nếu không tin, hai người có thể đến bệnh viện kiểm tra lại mà. Trời ơi, không thể có chuyện đó được. Cô nói dối. Con trai của tôi không thể vô sinh được. Em yêu anh và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ để được ở bên anh, và nghĩ rằng anh cũng như vậy. Em còn sợ anh bị tổn thương nữa chứ. Nhưng mà em đã lầm rồi. Anh xin lỗi. Em đừng bỏ anh nha. Muộn rồi. À, kìa em. Tôi muốn hút. Càng ngắm, mình càng thấy cặp sừng của mình mới đẹp và cứng cáp làm sao. Hôm trước mình chỉ thử hút nhẹ vào người thỏ mà cậu ấy đã kêu đau quai quái rồi. Xem ra, có cặp sừng này thì mình chẳng sợ ai bắt nạt nữa. Mình phải đi dạo một vòng quanh khu rừng này để thử sức mới được. La 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 la, ta là dê con, có đôi sừng chắc khỏe. La 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 la. Ồ, anh gà trống. Hình như anh ấy đang bới đất tìm Dung. Để xem anh ấy có phải là đối thủ của đôi sừng này không mới được. Anh gà trống, đang đi kiếm ăn đấy à? Ồ, dê con đấy à. Tôi đang bới ít Dung về cho lũ con ở nhà. Cậu đi đâu đấy? Tôi đang đi dạo thôi. Trời đẹp thế này, không đi dạo thì phí. Cậu thật là rảnh rỗi. Đúng là tuổi trẻ có khác. Này, chúng ta hút nhau đi. Đúng là tôi đang rất rảnh đây, nên muốn thử độ cứng của đôi sừng này. Cậu đang đùa tôi đấy à? Hút gì chứ, tôi không có hứng thú đâu. Hơn nữa tôi đang bận, lo chơi với cậu thì mấy đứa con của tôi chết đói mất. Chơi gì mà chơi, là thi đấu ấy chứ. Chúng ta hút nhau đi, xem ai mạnh hơn nào. Tôi đã nói là không có hứng thú rồi. Thôi cậu đi tìm người khác chơi đi. Sao cậu phiền thế nhỉ? Đi mà, hút nhau với tôi đi. Chỉ một lát thôi mà. Hay là anh sợ tôi nên không dám chơi? Cái cậu này hay thật. Tôi đã bảo phải kiếm ăn cho đàn con rồi kia mà.
sao cứ nói nhiều thế nhỉ? Để cho tôi yên đi. Ơ kìa, anh và cháu. Hai, không chơi thì thôi, tôi đi tìm người khác vậy. À, lợn con, anh đang đi đâu đấy? Tôi đang đi chơi thôi, có chuyện gì không? Nói vậy nghĩa là anh không bận gì đúng không? Chúng ta hút nhau chơi đi. Hả? Sao tự nhiên lại hút nhau? Thì hút nhau xem sừng của ai khỏe hơn. Tôi làm gì có sừng mà khỏe với không khỏe chứ. Chịu thôi, tôi không chơi đâu. Đi dạo còn sướng hơn. Anh tự chơi một mình đi. À kìa, lợn con. Sao lại đi rồi? Bực mình thiệt. Sao ai cũng từ chối hút nhau với mình thế nhỉ? Bọn họ sợ cặp sừng của mình đến thế sao? Đã thế, mình càng phải tìm người thách đấu mới được. Chán quá, đi mãi mà chẳng gặp ai thế này. À, kia rồi. Cháu chào bác cô. Ồ, về con đấy à. Chào cháu. Bác cô ơi, ta hút nhau một cái chơi đi. Hút nhau với cháu ư? Ta từng này tuổi rồi, sao có thể chơi trò hút nhau với một đứa trẻ như cháu chứ? Cháu tìm người khác chơi cùng đi. Lại từ chối. Từ sáng đến giờ, cháu đủ bao nhiêu người mà chẳng ai chịu chơi trò này với cháu cả. Chán ơi là chán. Bác chơi với cháu đi mà. Đến mấy đứa trẻ còn không chịu chơi trò này với cháu thì bác làm sao mà chơi được. Bác không chơi đâu. Đi mà bác cựu. Bác chơi với cháu đi. Cháu muốn hút. Cháu muốn hút. Ta cùng hút nhau đi. Bác đã nói không là không. Cháu còn nói nữa là bác nổi giận đấy. Biết chưa? Chán quá. Đến bác cựu cũng bỏ đi rồi, còn ai chơi với mình cơ chứ? À, tôi muốn hút. Tôi muốn hút. À, tôi chơi với cậu. Cậu nói sao? Cậu sẽ chơi với tôi ư chắc con? Ừ, cậu dám không? Dám chứ sao không. Đã thế thì cậu đừng hối hận đấy nha. Tôi có đôi sừng chắc khỏe thế này cơ mà. Có biết từ sáng đến giờ ai cũng sợ tôi không dám chơi với tôi không? Cậu đúng là dũng cảm đây. Chưa biết ai dũng cảm hơn ai đâu. Đã chơi thì không hối hận. Không được nghỉ chơi giữa chừng. Nếu đồng ý thì chúng ta bắt đầu thôi. Nhất trí. Chờ mãi mới có người chịu chơi với mình. Mình sẽ hút thật mạnh để cháu con biết sức mạnh của mình mới được. Bắt đầu. À, trời ơi, đau, đau quá. Ôi, đau, dừng lại mau. Sao cậu cắn tôi chứ? Tôi chỉ muốn hút thôi mà. Cậu xem, chảy cả máu chân tôi ra rồi đây này. Đấy là cậu muốn hút thôi. Còn tôi không muốn hút. Tôi chỉ muốn cắn thôi. Cậu như thế là xấu tính lắm. Cậu cắn tôi đau chết đi được. Đồ ăn gian. Tôi không cần biết. Tôi thích cắn là tôi cắn thôi. Cũng như cậu, gặp ai cũng đòi hút đó. Cậu thích cà khịa, gây sự với người khác lắm cơ mà. Đã thế, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Để xem lần sau cậu còn muốn hút nữa không. À, đau quá. Cứu tôi chơi. Cứu tôi. Đau, đau quá. Chó con thật là đáng ghét. Cũng tại mình quên quan, cứ nghĩ có đôi sừng chắc khỏe đi cà khịa mọi người nên mới tự rước quả vào thân thế này. Từ giờ mình chẳng dám nữa đâu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.